Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ lên lại mình tên Chí, đến từ công ty sinh học Tôm Vàng. Hôm nay mình lên mình chia sẻ cho với các bạn về cái cách bắt ốc đinh và chém chép. Cái thứ hai nữa là chia sẻ cách nuôi tôm ao đất, làm sao để cho nó hiệu quả và thành công. Mình chia sẻ những cái cách nuôi để làm sao để cho nó phù hợp và nó hợp lý. Thì bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính cho của cái ngày hôm nay. Ao đất mình nuôi thì bà con thường gặp cái ốc đinh rất là nhiều và chim chép. Mà chim chép á, thì bây giờ á, là có 3 loại: chim chép trắng, rồi chim chép đen, ốc đinh. Thường ốc đinh á, nhiều người nói không phải là ốc đinh, có một số con ốc đinh mà nó nổi hột hột nhí nhí, nó nổi trên mặt nước, cái đó là ốc đinh ha. Cái đó là ốc đinh con nha. Thì trong quá trình mình nuôi, mình gặp phải mấy cái con này thì nó dễ bị gây ra cái hiện tượng là phân trắng nè, tôm yếu ăn nè, tôm dễ bị bệnh nè. Rất là nhiều nguyên nhân cho bà con dễ bị hư tôm. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ cái vấn đề này, mình hy vọng mình giúp cho những cái bà con về cái vấn đề mà bấy lâu nay bà con trăn trở cái vấn đề nuôi bị dính ốc mà mình khó xử lý ha. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hết luôn tất cả mọi thứ mình biết, mình sẽ chia sẻ hết. Cái này mình hy vọng mình giúp được bà con thật là nhiều. Mà anh em nên chia sẻ cái bài này đến với nhiều người được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là giúp người nào chia sẻ cái bài này giống như là khỏi đi chùa. Chia sẻ cái bài này giống như là làm đã làm phước cho người ta. Thì những người nuôi tôm hiện tại đang bị thất bại, nhờ anh em chia sẻ nhiều lên để cho cái mọi người đều mà thấy được và tiếp nhận được cái chia sẻ của các bạn, và để giúp cho mọi người nuôi được hơn, dễ nuôi hơn ha. Nhờ các bạn, giống như mình khỏi đi chùa, mình cứ chia sẻ cái video clip này là giống như là mình đi còn hơn 10 cái chùa. Thế đó mình nói thật sự. Hiện nay bà con nuôi tôm gặp khó khăn vấn đề ốc đinh và chim chép rất nhiều. Mình á, là một ngày mình có thể tiếp xúc khoảng vài chục người nông dân là cái chuyện bình thường. Và mình cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho họ, và họ nuôi chúng, họ cũng chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế lại cho mình. Cho nên á, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một cái điều này để cho tất cả bà con đều dễ nuôi tôm hơn, không bị dính ốc nữa. Ốc đinh nè, chim chép đen, chim chép trắng, hào chỉ xử lý được hết nha. Anh em đừng có sợ mấy vấn đề đó. Rồi thì mình cũng vô cái chủ đề chính luôn. Nãy giờ là mình chỉ nói thôi, bây giờ mình phải vô chủ đề chính cho mấy anh em, nhiều khi đợi lâu quá. Cái thứ nhất là bây giờ mình sẽ chia sẻ cái việc con chim chép trắng đi ha. Con chim chép trắng khi có tôm, chim chép trắng á, nếu mà trong có tôm á, mình dễ lắm, không có gì khó. Cái con chim chép trắng á, là mình sẽ sử dụng cái chai kêu anh ra của công ty sinh học Tôm Vàng, quánh một chai 1.500 là chết bình thường. Rồi cứ thấy mà nó hơi nhiều cứ quánh xuống là bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Đây chai kêu anh ra, đây chai kêu anh ra của công ty đó. Cái chai này thì nó sẽ diệt cái chim chép trắng cực kỳ tốt. Cứ một chai quánh cho 1.500, chai quánh 1.500 rẻ ghê, không có mắc bà con, rẻ lắm nha. Chai này nó rẻ ghê à. Đó, cứ mà có chim chép trắng cứ chai quánh 1.500, nửa tháng quánh lần, không ảnh hưởng tới tôm hết, anh em yên tâm vấn đề đó ha. Còn cái chim chép đen, chim chép đen thì nó rất là khó, biết bà con cũng là có nhiều cách để mà xử lý rồi, nhưng mà chim chép đen
Thì ta làm sao? Trong quá trình cái xử lý cải tạo ban đầu thì mình cũng phải diệt cái kem chép bằng cái BKC với cái phèn xanh. Thì ban đầu nói gì nói nha, đừng bao giờ để cho có trong tôm, mình nên diệt trước. Rồi xong, thí dụ trong quá trình nuôi mà nó có xuất hiện lại thì mình sẽ quánh lại theo cái cách của mình đang chỉ nha. Còn ban đầu không xử lý mà để mà tôm mà nó ốc mà nó lên nhiều quá, khi mà gặp chuyện rồi nó rất là khó ha. Cho nên đó, làm gì làm thì cái lúc cải tạo và xử lý ban đầu mình cũng nên phải diệt cái con chem chép trước bằng phèn xanh và BKC ha. BKC với phèn xanh đó, thì nó dễ lắm. Còn khi có tôm thì ta mới sử dụng tới cái chai này. Tại chai này á, là cái gốc đồng, nhưng mà cái đồng này đồng hữu cơ chelate, cho nên nó rất là nhẹ và nó không ảnh hưởng tới tới tôm nhiều. Còn mình mới đầu mình quánh cái phèn xanh đi cho nó rẻ tiền nha. Đó, cứ quánh với phèn xanh là cho nó rẻ, chứ không có cần thiết mà phải sử dụng tới cái chai này. Đó, cái chai này thì để sử dụng trong tôm thôi. Đó là cái con chim chép đen là mình cải tạo, mình lưu ý là luôn luôn cải tạo ban đầu nha. Cái thứ hai nữa, bắt đầu trong quá trình nuôi thì nó sẽ có những cái con chim chép đen nó bám vô can nè, nó bám vô cái cỏ nè, nó bám vô cái tất cả những cái gì mà nó có thể bám được, nó bám vô là hầu như là muốn hết. Thì chúng ta bắt bằng cách như sau. À, bắt luôn nha. Ừ, giờ là bắt ốc rồi, chuyển nghề bắt ốc rồi. Đây, bây giờ mình bắt ốc. Thì bắt ốc như thế nào? À, cái thứ nhất, ta sắm một cái tay lưới thì có khoảng 3 mét thôi, khoảng sắm có khoảng hai ba tay vậy đó, nhưng mà nhớ là sử dụng cái lưới thưa nha. À, lưới thưa, à chứ không có sử dụng cái lưới dày. Lưới thưa khi tôm nó có dính vô á, nó cũng không có bị mà dính vô mà chết. Cho nên á, mình sử dụng những cái tay lưới thưa, mình cắm 3 mét, mình cắm cái 3 mét, cắm cái không có ảnh hưởng gì tới tôm. 3 4 mét vậy, 4 5 mét gì đó mà mình cắm một cái tay lưới khoảng 3 mét thôi. Đó. Thì á, là 2 3 ngày mình lên dở lên, mình vũ ra, nó đu vô cứ vũ ra, đu ra cứ vũ ra là sẽ chế cái chim chép đen mà nó đu đồ, nó đu cây, đu nhá, đu gì tất cả mọi thứ đó. Là bạn làm theo cách đó, nó sẽ giảm hầu như là nó triệt để khoảng 80-90%, tôi đảm bảo luôn. À, các bạn cứ sắm khoảng chục tay lưới khoảng 3 mét thôi, ghim như tôi, nó đu vô đó dở lên, đu đó dở lên, xong đơn giản lắm ha. Rồi còn cái ốc đinh. Ốc đinh mới lợi hại nè. Đó, ốc đinh mới lợi hại. Ốc đinh thì ta bắt như thế nào? À, để kiếm cái gì diễn tả này ta. Rồi, bây giờ, ốc đinh thì ta bắt như thế nào? Như sau. Thì ta kiếm lấy cái xô mà thường cái xô cho ăn á. À, cái xô cho ăn hoặc cái xô bự hơn cũng được, cái xô cao bự hơn cũng được. Đó. Đó, cái xô một là những cái xô cho ăn đó. Mình sẽ làm bằng, thí dụ như là mình đào cái hố sao mà vừa cho bằng cái xô đó, và mình ém cái hố, ém cái xô đó cho nó bằng dưới mặt đất luôn ha, bằng ém cho nó bằng xuống mặt đất luôn. Thì khi ém xuống bằng xuống mặt đất á, là mình chừa cái quai lên để có gì mình dỡ xách lên được. Còn nếu mà sợ xách lên sợ nặng á thì mấy anh em đục lỗ phía dưới xô á, để cho thí dụ như mình dở lên nó không có bọng nước, mình dở lên nó dễ ha. Nhét cái làm cái xô á ém xuống đất mấy cái góc ao á đó. Đó, mấy cái góc ao đặt cỡ khoảng
trong ao mình vặt có khoảng 4-5 xô, 5-6 xô gì đó. Nếu mà xô bự có xô bự làm xô bự, muốn có xô nhỏ làm xô nhỏ. Nhưng mà lưu ý là phải để cái miệng xô là nó chỉ ngang với cái mặt đất luôn ha. Ví dụ như mặt đất là nó ngang đây thì để cái miệng xô là nó ngang đây luôn ha. Ém cái miệng xô xuống cho nó ngang đây luôn ha. Nhớ nha. Ok. Rồi. Các bạn sẽ lấy cái thức ăn á, thức ăn tôm mình á. Các bạn sẽ phòng mới đẹp quá. Đó. Cảm ơn anh. Đó, các bạn lấy cái cục mà cục thức ăn á, mình cân ra khoảng 100 gram thôi. Rồi cái mình bỏ vô cái miếng lưới, lưới mà thứ mà lưới đặc gập á. Bỏ vô miếng lưới. Bỏ miếng lưới, rồi cái mình lấy cái đầu kiềng của mình cuột lại giống như cục mồi vậy đó, cục mồi để mà chạy bắt tôm sang tôm rồi đó. Đó, bạn cuột lại kỹ lại ha. Đừng cho nó gã ra. Bỏ vô cái xô đó. Bỏ vô mấy cái xô đó, cứ bỏ vòng 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 hết mấy cái xô đó đi. Đó. Thì khi các bạn bỏ vô trong cái xô đó đó thì bắt đầu là sau 2 ngày các bạn dỡ lên. Các bạn đi xuống gà, gà chân coi nó đầy chưa. Lại dỡ xô lên. Thì các bạn cứ dỡ cái xô đó lên và các bạn sẽ đi đổ bỏ. Hoặc là các bạn nuôi khoảng 1-2 chục con vịt gì đi. Đó, 1-2 chục con vịt gì đó. Tới gần tới Tết nè, có vịt ăn rồi, vịt quay, vịt gà, vịt gì đó. Mà vịt thì nó ăn ốc thì rất là nhiều. Nhưng mà cứ nuôi mớ vịt đi, bảo đảm luôn. Cứ có được vịt và bắt được ốc. Quá tuyệt vời phải không? Bắt trong vòng 1 tháng là đảm bảo luôn là sẽ bắt sập được. Rồi hầu như là bắt được khoảng 99% luôn. Cứ ốc đinh nó bò vô đó ăn 2 ngày dở lần nha, đừng để lâu quá, 2 ngày dở. Cứ ngày 2 ngày dở lần, ngày đi xô nhỏ thì chắc ngày dở lần. Xô lớn thì 2 ngày dở lần. Tôi có gặp rất là nhiều trường hợp 2 ngày dở lần á, nó đặt 4-5 cái xô lớn á, nó dở lên đâu mà 1-2 ngày nó dở lần lên 100 ngoài ký ốc, tin không? Trời ơi trời, 100 ngoài ký ốc á, khủng hoảng không? Cho nên á là cái ốc đinh á, là bà con nuôi á, là tôm mà gặp cái vấn đề mà ốc đinh á là rất là khó nuôi, cái đó thật sự. Nhưng mà đừng có để mà trong quá trình nuôi mà có mấy con đó, các bạn nên xử lý ban đầu, nên diệt trước khi thả. Rồi khi mà trong quá trình nuôi có, mình sẽ diệt lại và bắt lại. Chứ các bạn đừng có mà ỷ y là mình sẽ làm những cái trường hợp đó, rồi mình bắt cái trường hợp đó, ban đầu mình không cần xử lý mấy con đó, là không nên. Đó, thì cho nên đó là cái vấn đề ở cái chỗ đó, là cái kinh nghiệm này á, là do một cái anh kỹ thuật, ảnh không phải là cái anh đó kỹ thuật nữa, không phải, lộn, cái anh này là hộ nuôi, ảnh nuôi tôm lúc nào cũng trúng hết trơn á, không có thất. Rồi hỏi ảnh làm sao, cái ảnh mới, anh nuôi hồi đó giờ không có ốc hả? Nói không. Rồi anh lấy nước vô, anh diệt không diệt hả? Không. Nói hỏi vậy làm sao? Tôi làm theo cái cách nãy mới đặt cái xô gì đó. Nói hỏi thiệt không? Nói là thiệt. Bắt đầu tôi mới kêu người ta thử, mấy khách hàng á, kêu thử đi. Đâu mất mát gì đâu, bắt ốc mà, đâu có gì đâu. Đó, cho nên đó là cái mà khách hàng thử người ta nói rất là ok, bắt được biết bao nhiêu luôn. Đó, cho nên cái vấn đề này á, sẽ giúp cho bà con nuôi tôm sẽ được tốt hơn. Nhất là bà con nuôi ao đất. Và nhiều người đã đi Bình Dương về con ốc này
thì để cho tất cả những người nuôi ao đất sẽ nuôi được lại. Rồi, cái trường hợp cái những cái ao đất mà hiện nay bà con cũng cái ban đầu nuôi là cũng có một cái số vấn đề như sau. Cái thứ nhất nuôi tôm về mùa mưa thì thường là mưa nhiều, gió lớn sẽ thay đổi dòng chảy trong ao. Bà con phải lưu ý một cái vấn đề ở cái chỗ là khi mà nó thay đổi dòng chảy trong ao thì là thứ nhất nước mưa nó tăng lên quá lớn thì nó sẽ thay đổi cái dòng chảy và nó sẽ phực cái đập. Cái thứ hai nữa, gió lớn lỡ bờ bể bờ, cho nên nếu ban ngày mà gió lớn các bạn nên tắt quạt đi, không sao chứ. Ban ngày mà gió lớn mà mưa kệ tắt quạt không sao, không thành vấn đề. Gió lớn thì cứ tắt đi, khi mà gió ổn lại hãy chạy lại. Thì như vậy là cái ao của mình nó sẽ ổn. Thấy gió lớn thì các bạn tắt bỏ đi, không sao chứ á, tôi cam kết luôn. Nhưng mà đừng ở ban đêm nha, ban đêm là không được nha, chỉ làm ban ngày thôi nha, ban đêm thì không được nha, tôi nói trước nha, đừng có để nói tôi suối à. À, cho nên đó là cái vấn đề ở cái chỗ là bà con nuôi ao đất á luôn nên lưu ý cái vấn đề ở cái chỗ đó. Khi mưa lớn thì mình cố gắng là mình sẽ xả cái nước mặt đi, nhưng mà đặt cái ống hơi bự bự chút để xả cái nước mặt, chứ đừng có đặt cái ống nhỏ quá. Đôi khi cái ống nhỏ quá xả không không được, lượng mưa lớn quá nó sẽ làm cho thay đổi cái dòng chảy trong ao nuôi của mình. Với cái thêm một cái kinh nghiệm nữa, tôi đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn luôn để cho các bạn nuôi được và ủng hộ thuốc của công ty sinh học Tôm Vàng nha. Thường ao đất là bà con nuôi tôm thẻ hay sú gì cũng vậy, thường tôm nhỏ bà con chỉ có chạy một vàng quạt thôi, tuy rằng đã đặt hai vàng quạt hoặc ba vàng quạt sẵn rồi, nhưng mà khi hạ tiện những người mà nuôi thấp nhiều quá thì họ chỉ có đặt một vàng quạt thôi, chứ họ không đặt hai vàng quạt. Khi tôm lớn khoảng 20 ngày trở lên thì họ mới chạy hai vàng. Như vậy là sẽ dễ bị hư và dễ bị phân trắng nha các bạn. Lý do thì cũng như là nãy giờ tôi đã nói rồi đó, các bạn nên chạy hai vàng quạt cho nó đều, sình nó sẽ gom vô tốt. Các bạn chạy một vàng quạt sình không gom được tốt, khi bật hai vàng quạt nó sẽ thay đổi dòng chảy, bể đáy, tôm hư phân trắng. Ông nào chữa được thì qua, ông nào chữa không được lên đường. Thì cũng như cái gió lớn nó cũng vậy nữa đó, nó cũng thay đổi dòng chảy. Nhưng mà cái trường hợp đó thì mình sẽ xử lý như thế nào? Bên công ty á, là có một cái loại du ca gieo đặc biệt lắm nha. Cái này quánh xuống cái đáy ao là nó dẻ giống như bánh quy sinh vậy á, mà nó xuống là nó kết dính luôn, giống như là nó bánh in bẻ lên để xuống nó dẻo như nè, chứ không phải giống như gieo của mấy công ty khác là nó giống như sình vậy đó. Còn cái gieo này thưa các bạn, nó kết dính luôn, giống như là kéo kéo nó hơi giãn giãn cả lắm, chứ không phải là giống như cái gieo trên thị trường á, đánh xuống rồi bắt đầu để nó lắng xuống giống như sình, quẹt 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 cái sình nó lên. Còn cái du ca gieo này á, là nó giống như là một cái tâm hãm mà để chùm cái ao của mình vậy đó. Nó khác biệt ở chỗ đó, cho nên á, là sử dụng cái du ca gieo này sẽ không bị bể đáy trong quá trình nuôi. Cái du ca gieo đặc biệt đây, đây là một cái sản phẩm du ca gieo đặc biệt. Hiện nay công thức này trên thị trường chỉ có công ty sinh học Tôm Vàng có thôi nha các bạn. Công thức này độc quyền luôn. Nếu mà nói ra là không có công ty nào làm giống được cái du ca gieo này hết, đảm bảo 100%. Đó, tôi cam kết luôn cái du ca gieo này là trên thị trường không có công ty nào mà làm giống như là cái sản phẩm này hết.
Tôi đảm bảo Yuka gieo trên thị trường giống như gieo thông thường, cho dù gieo nhập Indo hay là tất cả mọi thứ. Cái này là gieo này tôi làm theo cái công thức mà đặc biệt, mà theo tôi mới làm ra được. Hiện nay tất cả các công ty trên Việt Nam và thế giới không có cái UKG nào giống cái này. Tôi cam kết luôn, cái gel này nó là nó giống như một cái mền kéo, nó giãn ra thôi, nó thun giống như cái lò xo luôn. Nhưng mà nói vậy thôi hơi quá thôi, nhưng mà nó làm cho cái đáy ao mà nó cứng lại, không bị vỡ nha, không vỡ. Bạn nào xài qua một vụ rồi đi xuống, đi xuống cái gò nhánh giữa đi, thấy rõ ràng. Tôi cam kết khác biệt ở cái chỗ là Yuka gel này là nó đặc biệt hơn cái chỗ khác, các công ty khác là không làm được. Cái này là công thức độc quyền, hiện nay các công ty khác không có làm giống nha. Rồi mình sẽ, bây giờ mình sẽ quay lại những cái câu hỏi của các bạn đặt những cái câu hỏi cho mình. Quên nữa, nãy mình chỉ chưa hết, chỉ cái vụ mà thí dụ như mưa lớn mà nó làm bể đáy mà bị khí độc á, là mình chỉ chưa hết, mình mới chỉ sử dụng cái Yuka gel này thôi. Sau đó bạn sẽ quánh lại cái Yuka lại nha, quánh Yuka lại trộn với gieo hạt thêm một quận nữa. Nhớ quánh Yuka là phải trộn với gieo hạt. Yuka là gì? Yuka là một cái chất giải phóng khí độc, mà khi mình quánh không trộn với gieo hạt là nó không giải phóng được cái khí độc nhiều. Các bạn nên lưu ý phải biết cách xài thì cái sản phẩm nó mới hiệu quả. Còn bạn sử dụng Yuka mà bạn không trộn với gieo, bạn quánh bằng nước thì nó chỉ có lẫn với mặt nước thôi. Cho dù bạn trộn cỡ nào nó cũng không xuống chứ. Tại vì nó là chất này, chất giải phóng, chứ không phải là nó là cái chất trung hòa. Thấy không? Nó là cái chất giải phóng. Cho nên sử dụng Yuka là nên trộn với gieo hạt. Trộn với gieo hạt để cho nó giải phóng. Khi mình quánh cái Yuka gel này xuống là nó sẽ phủ ở dưới đáy ao mình, nó phủ lại một cái lớp giống như cái mền chùm lại rồi. Thì mình sẽ sử dụng cái Yuka nước trộn với gieo hạt quánh xuống để làm chi? Để giải phóng những cái khí độc ở trong nước đem lên trên. Người ta kêu bằng khí độc chứ người ta không bao giờ kêu bằng nước độc nha các bạn. Những trong ao nuôi mình là khí độc chứ không phải là nước độc. Nước độc là nó cái nước có chất độc. Còn trong ao nuôi mình á là người ta sử dụng, người ta nói là khí độc. Thì mình sẽ sử dụng Yuka để giải phóng khí độc. Thì mình sẽ cắt cái tầng đáy, mình sẽ chùm một cái mền xuống là hết thúi. Sau đó sử dụng Yuka quánh giải phóng. Lưu ý là những cái ngày mà sử dụng như cái này là phải giảm cho ăn hầu như là 80-90%, và chỉ đánh thuốc khỏe thôi, đánh cái La Vita chống sốc, thuốc khỏe thôi. Và cái La Vita đâu đây? Đây, gói La Vita đó, đó gói La Vita đó đó, đó. Đó. Thì đánh chống sốc để cho nó khỏe thôi, với bổ gan đầu lại, đánh thuốc gan xuống cho nó gan nó phục hồi lại thôi. Đó. Thì cái 2-3 ngày sau, cái ngày hôm sau mình có thể đánh vi sinh lại được. Mà cái vi sinh mà để mà xử lý những cái ao mà nó đang bị bể đáy như vậy á, thì chỉ có một sản phẩm duy nhất, công ty chỉ có một sản phẩm duy nhất thôi, là cái sản phẩm này. Đây, B52 Nitro. Đây là một cái sản phẩm khắc phục bể đáy,
khắc phục H2S, xử lý luôn NO2, giải phóng H2S mà làm trắng cái đáy ao luôn. Nhưng mà lưu ý nha, một gói này các bạn, gói này nửa ký nha, các bạn xài từ 3.000 đến 4.000 nha, quánh 2.000 sọc tảo gắn chịu nha, nói trước nha. Cái này quánh là phải 3.000 đến 4.000 lận nha, quánh 2.000 là sụp đó, sụp tảo, bảo đảm sụp tảo luôn đó. Cái này mạnh lắm, gói này nửa ký luôn mà, nó cực kỳ mạnh đó. Thì trong quá trình nuôi đó, là bà con ao đất sẽ gặp những cái trường hợp đó rất là nhiều đó. Thì khi mình sử dụng cái vi sinh này mình cũng giảm cho ăn lại, thì trong vòng 4-5 ngày mình thấy cái trường hợp đó mình giảm cho ăn lại, chứ đừng có hỏi tôm mình bình thường kể đi, mình không cần xử lý. Khi mà nó đã gớt rồi thì khó mà trị, cái đó mình nói thật sự. Cho nên đó là các bạn khi gặp những cái trường hợp mưa gió hay là những gì giống như nãy mình nói, thì các bạn nên sử dụng những cái sổ này để mà cho nó giải phóng và nó xử lý. Cái đó là một cái lời khuyên chân thành của mình. Rồi vậy em xin chào nha, thì chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người vào thứ sáu tuần này, mình sẽ lên mình sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi của anh em. Tìm mua các sản phẩm có trong video này được đặt dưới phần mô tả hoặc trong phần bình luận của video. Quý bà con có thể bấm vào để tham khảo thêm. Quý bà con có nhu cầu mua các sản phẩm của công ty, vui lòng liên hệ đặt hàng qua số điện thoại 0933 333 361 hoặc truy cập vào trang web sinhhoctomvang.vn để xem thêm các chế phẩm khác cho tôm cá. Nếu bà con thấy hay thì đừng ngần ngại cho một like cũng như đăng ký kênh, và đừng quên bấm vào nút chuông nho nhỏ kế bên để đừng bỏ lỡ các video mà mình ra trong tương lai nhé. Công ty Sinh học Tôm Vàng chuyên sản xuất, phân phối và bán lẻ các sản phẩm chế phẩm sinh học dùng cho nuôi trồng thủy sản. Nếu bạn có thắc mắc về các bệnh trên tôm nhưng không biết cách đặc trị hiệu quả, hãy gọi vào hotline công ty theo số 0906 666 621 hoặc có nhắn tin về Facebook Thuốc Thủy Sản Sinh học Tôm Vàng để nhận được những giải pháp nuôi tôm hiệu quả.